Hi, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã trở lại kênh YouTube của mình ha. Ok, thì sáng nay mình sẽ quay clip mình chia sẻ về cái vấn đề gì cho các bạn đây. Thì thật sự hôm nay cũng là chia sẻ về con cá bể màu thôi các bạn. Nhưng mà hôm nay mình sẽ chia sẻ về cái vấn đề mà ship cá đó. Ship cá đi đi xa đó mấy bạn. Thì mình làm một cái nhật ký ship cá của mình ha. Thì mấy bạn cũng biết rồi, mình chỉ nuôi cá chơi chơi thôi. Thật ra trước khi nuôi mấy cái dòng cá bảy màu thuần chủng này, hồi xưa mình nuôi mấy con cá bảy màu thường lắm mấy bạn. Nuôi chơi chơi à, nuôi chơi chơi trong cái hồ lớn của mình nè. Cái hồ lớn này nè, nuôi đúng con hồ đó, nuôi giống mấy dòng Dumbo bảy màu Dumbo Dumbo gì bảy màu cái gì con gì tự nhiên nói cái quên ta, Dumbo màu sắc, đúng rồi, chỉ nuôi cái dòng Dumbo màu sắc thôi đó. Hiện tại giờ chưa có bỏ cả gì vô nữa nè. Thì hồi xưa mình chỉ nuôi cái dòng Dumbo màu sắc thôi, nuôi rất là nhiều luôn, nuôi nhưng mà không có bán mấy bạn. Nuôi một dòng đó chơi thôi, không có bán. Thì từ lúc mà chuyển qua nuôi bảy màu thuần chủng này nè, mấy cái giống bảy màu thuần chủng này mình nuôi Bluetooth Bass là chính ha. Thì nuôi số lượng cũng nhiều lắm, mấy bạn cũng biết đó. Thì anh em bạn bè người ta thấy đẹp quá thì mình kêu mình share thì mình cũng share thôi, chứ để lại chi cho nhiều mấy bạn. Thứ nhất không có chỗ nuôi nên mình share ha. Share thì tiếp tục cái vấn đề xe đó thì nó liên quan tới giao hàng này nọ. Mình xe cá ra mấy bạn mà lại nhà mình cũng biết rồi, mình hẹn thứ bảy chủ nhật không à, tại mình đi làm á, hẹn thứ bảy chủ nhật lại mua cá chơi vậy đó. Là mấy bạn ở ở thành phố ha, còn mấy bạn ở tỉnh Bắc Trung Nam này nọ hỏi cá của mình cũng rất là nhiều luôn. Mình cũng từng từ chối rất nhiều anh em, mình không có ship cá. Không phải là chảnh gì, thật sự là mình cũng có tâm sự ở một cái clip rồi mấy bạn. Hồi xưa mình đi mua con cá, mình đi mua chính tay, mình đi mua con cá ở ở quận Phú Nhuận đi. Về quận 11 cũng chạy cũng gần nửa tiếng đồng hồ nha, chạy chậm chậm á. Mình mua được cặp cá full red hay là gì đó, Bluetooth Bass mình cưng nó như trứng nữa. Người ta cũng bán cho mình bỏ bịch, mình chạy xe Honda ấy bạn. Mình một tay mình chạy, một tay mình cầm bịch cá đó, sợ nó giằng con cá đó. Nó sợ nó giằng con cá nên mình cầm cẩn thận lắm. Thì mình cứ nghĩ nó sóc cá nó chết đúng không? Đó. Nhưng mà về nhà thì nó cũng khỏe, nhưng mà sau này mình bán cá đó, mình ship cá đi mấy cái tỉnh này nọ. Sợ lắm mấy bạn, lúc đầu đâu có dám đâu. Bây giờ thì mình nói cho các bạn biết nha, lúc mình bán cái bán mấy con cá này đầu tiên luôn á là bán cho một cái em ở Trà Vinh. Em nó tên Thiện. Đó, thì ví dụ mà mấy bạn xem Thiện mà sẽ có xem được từ những người mình nhắc trong đây thì có xem được á thì comment lên cho mình biết ha. Thì bán đầu tiên ở miền Tây. Mình ở bán ở Sài Gòn là cũng bán nhiều rồi, ship lần đầu tiên ở miền Tây. Hai anh em cũng nói chuyện tới nói chuyện lui, ship sợ con cá đi xa cũng chết này nọ rất là phiền. Mà từ Sài Gòn về Trà Vinh thì nghe nói là có 4-5 tiếng gì thôi à. Đó. Mình không nhớ 4-5 tiếng hay sao, xe chạy như có 4 tiếng à. Cũng thật sự cũng lâu rồi quên rồi. Xe chạy 4 tiếng hay sao đó, Thiện nói là xe chạy 4 tiếng. Mình xếp xe Phương Trang mấy bạn, xếp xe Phương Trang. Xếp xe Phương Trang nó chạy mình xếp ở Lê Hồng Phong á. Thì thật sự mình không có rành, kêu ga xếp thì mình xếp ngay chỗ đó thôi. Rồi sau này mới biết thật sự là từ bến xe, từ cái chỗ trung chuyển Lê Hồng Phong á, nó mới gửi có chuyến, nó mới gửi hàng ra bến xe miền Tây. Rồi từ bến xe miền Tây á, nó có chuyến nó mới đi Trà Vinh. Đó, thì thật sự mình nói ngắn gọn lại thôi chứ nói nhiều dài dòng lê thê lắm. Thì thật sự cái ngày hôm đó
nó gửi đâu tới 10 11 tiếng mới tới Trà Vinh, từ sáng tới tới tối luôn các bạn. Mình thấp thỏm hoài, mình đi gửi từ lúc 6 giờ mấy, gần 7 giờ sáng á, tới hả 6 giờ mấy 7 giờ tối là gần 11 10 11 tiếng gì đó mới tới Trà Vinh. Mình cứ hỏi bạn Thiện suốt ngày luôn, hỏi cá tới chưa, cá tới chưa, cá tới chưa. Một phần mình không có sợ là ship không được hay là gì đâu các bạn, mình sợ mình lo cho con cá lắm. Nó đi xe mà các bạn, cứ để xe chạy đường dài rất là sốc, rồi gửi hàng người ta thảy tới thảy lui, mặc dù mình có ghi cá cảnh nhưng mà đâu có biết được đúng không, mấy nhân viên người ta thảy tới thảy lui mình đâu biết được, mình rất là sốt cho con cá luôn á đó. Thì cái đó là cái chuyến đầu tiên mình ship đi về miền Tây, cái tỉnh Trà Vinh đó. Thì sau này thì mình cũng ok, mình cũng không có, mình cũng rành, cũng biết từ từ mình ship mấy tỉnh xa khác, đó là miền Tây ha. Miền lúc trước là miền Bắc là không bao giờ mình ship rồi, miền Bắc là mấy bạn biết xa đúng không. Cái thứ hai là ship máy bay mình cũng chưa có biết ship. Rồi tới tới là một cái bạn, một cái anh ở miền Trung, cái anh nó cũng bằng tuổi mình thôi bằng hay nhỏ gì mình cũng quên mất tiêu. Anh nó tên Việt, anh mua hai cặp cá Bluto Bass Ribbon. Hai anh em hai người cũng đấu tranh tư tưởng dữ lắm. Cái anh đó ảnh có một cái nhà xe quen á, thì cũng chạy xe quen hay Phương Trang gì nó cũng chạy tới đó, tới Bình Định thôi. Bình Định cũng chạy mười mười mấy tiếng đúng không các bạn, mình không nhớ, chạy rất là xa. Mấy bạn chờ xíu nha. Đó, thật ra chạy tới Bình Định rất là xa, thì có xe quen, hai anh em cũng đấu tranh tư tưởng dữ lắm. Mình thì mình không có muốn gửi cá đâu, mình chỉ muốn bán vòng vòng trong Sài Gòn thật sự luôn. Rồi cũng đấu tranh tư tưởng này nọ, nói chuyện qua lại mà thấy cái anh Việt đó anh cũng đam mê cá quá nên mình cũng làm liều mình gửi luôn, cứ năn nỉ mình gửi hoài, thật sự mình không có gửi, thật sự mình không có ship, mà cứ thấy năn nỉ quá, đam mê quá, hỏi ngày này qua ngày kia. Thật sự nhiều người bán lắm mấy bạn, đâu phải có mình bán đâu đúng không, mà giống như là cái duyên rồi, ảnh cứ kiếm mình ảnh hỏi hoài luôn, chắc có thể là do có duyên đó hay là nói chuyện hợp nhau này nọ. Thì nên mình cũng quyết định mình ship cho anh ấy luôn bằng cái xe quen của anh ấy, đi ra Bình Định mười mấy tiếng hồ. Mình ship buổi chiều, ship buổi chiều, ship buổi chiều hôm nay, sáng mai anh đó nhận được cũng mười mấy tiếng, nguyên đêm luôn. Đi mình cũng dặn bác tài quen của cái anh đó tùm lum hết, nào là để tại bác tài quen mà để cá kế cái vô lăng hay gì á, lộn, kế cái chỗ ngồi của tài xế đó các bạn, lỡ con cá mà nó có bung ra bể bịch hay gì còn xử lý kịp, mình còn cho thêm mấy bịch nước đề phòng nữa. Mà thật sự không phải là cái gì đâu các bạn, mình rất là xót con cá, cái tính mình vậy á, đi xa rất là xót. Thật sự có nhiều bạn mình không có bán cá nữa, mấy bạn nó ở xa quá, nhiều bạn coi clip á, có gì vô xác minh giùm mình đó, thật sự luôn mình không có bán. Cái đó là cái chuyến giao cá thứ hai xa nhất của mình đó. Tiếp tới là cái giao ở ngoài Bắc nữa các bạn. Giao ngoài Bắc thì ship bằng máy bay đúng không, chứ không có bao giờ ship xe được rồi. Ship xe thì mình không biết, chưa ship bao giờ nên không có ship. Ship bằng máy bay cũng hỏi tới hỏi lui tùm lum hết. Lúc đầu hỏi ship ở đường bay Việt vậy mà ở chỗ đó như nó nghỉ rồi phải không mấy bạn, mình không biết cái đường bay Việt mà mấy anh em chuyên ship cá đó. Mình cho cái địa chỉ đó, cái cho cái người mua, người ta lên người ta hỏi nó nghỉ rồi, thì người ta người cái người mua đó bạn nó ở Vĩnh Phúc, bạn nó tên Bình cũng mới đây thôi,
thì cũng cho mình cái chỗ ship mới là chạy thẳng ra sân bay luôn á, ở 49 Trường Sơn á, chạy thẳng vô trong đó ship hàng luôn các bạn. Thì cái ship cái dạng mình là nhận hàng ở Nội Bài nên nó bay gửi ở đó từ sáng, gửi hàng ở đó mấy tiếng, xong rồi lên máy bay bay đi cũng 2 tiếng từ đây ra Hà Nội, thì không có tới cái điểm cuối ở Vĩnh Phúc, là chỉ nhận ở Nội Bài thôi, nhưng mà cũng có mấy tiếng thôi, mình không có sợ đúng không? Nhưng mà lần đầu tiên con cá nó lên máy bay nó bay thì mình không biết sao, cũng sợ lắm, cũng tâm lý như ban đầu gửi cho các bạn thiện ở Trà Vinh vậy. Mà cái bạn Bình ở Vĩnh Phúc cứ hỏi mình hoài, mình cũng thật sự mình không có gửi lần đầu máy bay nên mình cũng nói chờ đi, chờ chờ đi. Thật sự tới Nội Bài xong mình cũng mừng lắm, nói mà nhận được cá, nhận hàng ở Nội Bài xong mình cũng rất là mừng luôn mấy bạn, rất là mừng ha. Hôm nay mình để cái camera mình quay mấy cái cá con cho các bạn xem đỡ ha, chứ hôm nay mình cũng tâm sự chút xíu thôi đó. Thì nói chung ship cá thì nó cũng còn nhiều chuyện, cũng còn nhiều dài chuyện lắm, nên mình tóm gọn lại thôi, nói dài dòng quá mấy bạn gì ha. Thì sẵn hôm nay mình ship cá nên mình làm cái nhật ký ship cá cho các bạn xem đó. Thì hồi trước ship cá, còn cái lần đầu đi ship Trà Vinh quá ngu luôn, cầm cái bịch cá đi ra ngoài đóng cho cái bạn đó vậy thôi, ở ngoài bến xe nói không, cái này anh phải ship trong thùng xốp đó, ship trong thùng xốp. Thật sự mình không biết đâu, ai chửi ngu chịu, lúc đó đầu tiên mới bán cá đi xa mà đúng không, bãi bỏ trong thùng xốp. Rồi chỉ ra cái bà bán cà phê, bà già bán cà phê đối với cái bên hông cái Phương Trang đó, thì bà đóng cho mình bằng cái thùng xốp cắt ra dạng vậy nè các bạn, dạng nguyên miếng xốp vậy nè, rồi bà cắt ra bà đóng cho mình 2 bịch cá tính 25.000 á, cắt 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 ra mấy miếng xốp vậy nè đó. Đấy, các bạn mấy thấy miếng xốp này không đó, thì mình về mình cũng tìm hiểu, mình cũng đi mua cái miếng xốp này, thật sự nó cũng rẻ mấy bạn, nguyên miếng bự lắm, có mấy chục ngàn à, xốp mút 3 ly nè. Rồi về mình cắt ra mình đóng xốp, đóng theo cái này cho người đóng đi, đóng giao cá nó cũng đẹp đó, mình cũng khéo tay, nói chung cũng khéo tay một chút, mình đóng cũng đẹp, mình lấy cái dao lưỡi lam nữa cắt ra rồi ráp lại từng miếng rồi quấn băng keo lại. Thì thật sự lúc đó mà cũng giao cái dạng vậy nhiều rồi, thùng xốp vậy nhiều rồi, mấy bạn mà nhận được cá cũng thông cảm cho mình ha, cái thùng nó xấu lắm đó. Thì sau này mới kiếm được cái chỗ mua cái thùng xốp giống vậy nè đó mấy bạn, cái thùng này dạng thùng nhỏ nữa, có loại thùng bự hơn nhiều nhiều cỡ lắm, nhưng mà mình thấy cái thùng này mình thích lắm, có mười mấy ngàn cái à, để có thể ship được 4 bịch cá nhỏ nhỏ đó nè, giống vậy nè các bạn đó, để vô được bốn bốn cái bịch như vậy rất là đẹp đó. Thì hôm nay mình đóng thử cho các bạn xem cái cá mình hay đóng nha, này cái này mình bắt ra rồi nè, cái đó bắt ra rồi ha, thì mình cứ đổ vô đây thôi, đổ vô cái bịch. Mình hay ship cá cho mấy bạn đi xa bằng như vậy, cách này thôi, không có gì đó, cứ đổ vô, đổ nước ít ít thôi mấy bạn thấy không. Nhưng mà mình lưu ý nha, ship cá thì cái này mình nói cho mấy người chưa chơi thôi, chứ mấy anh chị mà rồ quá đó, lúc nào mình cũng phải nhắc lại trong clip đó, trước khi ship cá đi mấy bạn đừng cho ăn nha, ăn no nó chết đó. Rồi mình cứ thế mình đóng rồi thôi nè, mình kéo mình bịt cái đầu lại, cái mình kéo mình vuốt xuống đó, cái bịch nó căng ra mấy bạn thấy không, rồi dặn rồi đóng thun thôi, mình không có cần ship oxy luôn, không cần bơm oxy, thật sự không cần bơm oxy nha các bạn. Còn những bạn nào mà có ship mà có bơm oxy càng tốt thôi, còn mình là mình chơi vậy đó, đi xa này nọ cũng ok, không sao hết.
Đó thì hôm nay sẵn mình ship cá cho một cái bạn kia thì mình làm cái clip chia sẻ này luôn, nhật ký ship cá của mình ha. Đó, cũng cứng ngắc luôn nè các bạn. Thêm các bạn thấy không? Cái bịch cũng căng cứng ngắc luôn nè, đẹp lắm. Ok, giờ để mình bỏ vô đây đi. Bỏ vô. Chút xíu rồi đóng lại rồi đi gửi thôi. Rất là đơn giản ha. Còn con nữa đóng luôn cho rồi. Một bịch thì mấy bạn có thể đóng một con hoặc hai con cũng được. Đó, một bịch đóng một con hoặc hai con cũng được. Cứ dặn lên cái đầu nó như vậy, rồi cầm cái tay vuốt xuống. Cái bịch này thì nhiều, cái bịch này kích thước như là 8-30 hay sao á. Đó, rồi cột thun lại thôi. Mình không có cần, mình không có phải dân chuyên nghiệp các bạn, nên không có mua máy oxy gì bơm gì vô hết đó. Đó, các bạn thấy không? Rồi cứ như vậy thôi nè. Một cái này mình xếp cái này thì mình đóng một bốn bịch vậy nè. Rồi nó có kèm cái nắp luôn các bạn, đóng lại thôi. Rồi dán cái địa chỉ rồi quấn băng keo lại là xong các bạn ha. Đó thì cái clip hôm nay mình muốn chia sẻ cái việc bán cá của mình đi xa cho các bạn hiểu thôi. Đó, nó hơi dài dòng, mấy bạn chịu khó coi ha. Ok, nếu bạn thấy hay thì chia sẻ hoặc đăng ký kênh giúp mình nha. Còn giờ chắc mình xin kết thúc video ở đây nha. Hẹn gặp lại mọi người ở những cái video tiếp theo nha. Bye bye mọi người. Bye bye.